chào quý vị và các bạn. Sau đây là những tin tức nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng biết đến quý vị nhé. Thưa quý vị, trong chương trình bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Cảnh báo y bác sĩ đeo khẩu trang vẫn bị lây COVID-19 vì đồ dởm. Nhà tài trợ nên tìm hiểu kỹ khi mua tặng. Sau ngày 8 tháng 8, cắt vaccine của các tỉnh chậm tiêm, phải kỷ luật người có trách nhiệm, chứ không lẽ phạt dân. Hai quan chức chơi gom mùa dịch, hãy từ chức. Trên đây là toàn bộ phần điểm tin, ngay sau đây là phần tin chi tiết. Cảnh báo y bác sĩ đeo khẩu trang vẫn bị lây COVID-19 vì đồ dởm. Nhà tài trợ nên tìm hiểu kỹ trước khi mua tặng. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, hầu hết trường hợp lây nhiễm cho cán bộ y tế trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân là do khẩu trang không đạt chuẩn, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Trần Bình Giang cho biết. Hôm nay ngày 9 tháng 8, Bệnh viện Việt Đức có thông tin cho biết, trong tình hình dịch COVID-19 nóng bỏng, khó lường, nhiều nhà tài trợ, nhóm hảo tâm, bè bạn đã kêu gọi và quyên góp mua tặng khẩu trang, thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế. Tuy nhiên, khi kiểm tra các trang thiết bị bảo hộ, đặc biệt là khẩu trang N95, một lá chắn quyết định trong ngăn ngừa virus SARS-CoV-2, thì rất nhiều trong số khẩu trang nhận được từ các nguồn tài trợ là không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, hầu hết các trường hợp lây nhiễm cho nhân viên y tế trong khi chăm sóc, điều trị người bệnh là do khẩu trang không đạt chuẩn, ông Trần Bình Giang cho biết. Theo ông Giang, đây là nguy cơ rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của cán bộ y tế. Trước đó, ngày 6 tháng 8, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 22, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, kiểm tra công ty cổ phần thiết bị nguyên phụ liệu khẩu trang Việt Nam. Đoàn kiểm tra phát hiện 143 thùng khẩu trang với số lượng gần 20.000 chiếc khẩu trang 3M không có hóa đơn chứng từ do công ty mua lại để bán có dấu hiệu giả nhãn hiệu. Thông tin ban đầu, công ty này đặt lô mua hàng khẩu trang này trên mạng, không rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Đại diện một đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế cho biết đã có một danh mục các mặt hàng khẩu trang dởm. Với mã lốt cốt dởm, bệnh viện sẽ trả hàng, không tiếp nhận. Vị này cũng cho biết, các đoàn thiện nguyện có nhu cầu mua hàng tặng y bác sĩ, nhưng do thị trường có nhiều loại khẩu trang, giá dao động rất khác nhau. Trên khẩu trang đều có chữ 3M trên nhãn nên bị nhầm lẫn. Nếu khẩu trang 3M chính hãng, phải có giá từ 50.000 đến 55.000 đồng một chiếc, dưới giá đó đều là hàng dởm. Khi mua khẩu trang loại dùng cho cán bộ y tế, khách hàng có thể xem mã lốt cốt, lô sản xuất, đồng thời yêu cầu nhà cung cấp gửi giấy tờ, hồ sơ, ai có đủ hóa đơn chứng từ mới mua, hoặc cài ép soi mã vạch. Nếu sản phẩm có mã vạch trùng với mã vạch của nhà cung cấp khẩu trang 3M của Mỹ thì mới mua, công ty cung cấp thiết bị y tế kể trên hướng dẫn. Ngoài khẩu trang đặc chủng dùng cho y bác sĩ bị làm giả, thị trường còn có cả quần áo bảo hộ dởm. Trong đó, những bộ bảo hộ cấp 4, cấp cao nhất, mặc trong phòng hồi sức tích cực, thông thường có giá trên 100.000 đồng một bộ, thì đã có loại chỉ có 50.000 đồng một bộ, nhưng các đường may, rõ mũi chỉ. Theo thông tin từ các đơn vị cung cấp, đây là hàng Trung Quốc đóng thương hiệu Việt Nam, người bình thường không thể nhận biết được sự khác biệt. Phải kiểm tra thật kỹ và là dân may chuyên nghiệp nhìn vào vải mới có thể phân biệt được. Sau ngày 8 tháng 8, cắt vaccine của các tỉnh chậm tiêm, phải kỷ luật người có trách nhiệm chứ không lẽ phạt dân. Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 6 tháng 8, đại diện Bộ Y tế cho biết, báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Viện Pasteur cho thấy, đến nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa đến nhận vaccine tại kho của viện. Không nhận sẽ điều chuyển. Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo liên hệ ngay với các đơn vị trên để tiếp nhận vận chuyển vaccine về địa phương theo quyết định phân bổ vaccine từ đợt 8 đến 13 của Bộ Y tế trước ngày 8 tháng 8. Hiện có đến 15 trên 19 tỉnh thành phía Nam, khu vực đang giãn cách, còn để vaccine tại kho của các viện và chưa đến nhận theo phân bổ. Nếu sau ngày 8 tháng 8 không đến nhận vaccine, Bộ Y tế sẽ điều chuyển vaccine cho đơn vị khác và xem xét việc phân bổ trong các đợt tiếp theo. Với các vaccine có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt, theo hướng dẫn của nhà sản xuất mà đơn vị chưa bố trí được ngay trang thiết bị phù hợp, phải phối hợp cùng với Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur để nhận vaccine đúng thời điểm, không để phải hủy vaccine do bảo quản không đúng. Sau khi tiếp nhận vaccine, phải khẩn trương tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Chẳng lẽ dân bị phạt? Bà Dương Thị Hồng, trưởng Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia cho biết, với tình hình dịch ở các tỉnh phía Nam, các tỉnh phía Bắc đang nhường vaccine cho khu vực phía Nam. Có vaccine về, lại cấp hết ngay đến các tỉnh thành. Về lý do tiêm chậm, có lý do nêu ra là do tỉnh thành còn đang giãn cách xã hội. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang giãn cách xã hội, vẫn triển khai tiêm khá nhanh trong những ngày gần đây. Một chuyên gia về tiêm chủng cho biết, để vaccine về đến các đơn vị tiêm, phải qua kiểm định,
vận chuyển về kho của địa phương, rồi địa phương xây dựng kế hoạch tiêm rồi mới triển khai. Những công đoạn đó góp phần khiến tiêm chủng chậm. Nếu tiêm chậm, phải kỷ luật người có trách nhiệm tổ chức tiêm chủng. Còn điều chuyển vaccine, chẳng lẽ lại là phạt dân, vì dân phải có quyền được tiêm chủng, chuyên gia này chia sẻ. Hai quan chức chơi gôn mùa dịch, hãy từ chức. Với hai quan chức chơi gôn sẽ có án kỷ luật, nhưng nhiều người dân, nhất là người dân Bình Định, mong muốn gì ở các anh lúc này? Người xưa từng dạy đạo làm quan, tiên thiên hạ chi ưu, nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc, nhi lạc. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Thế nên, dư luận vô cùng phẫn nộ khi hàng ngàn người dân đang khốn khổ vì đại dịch thì hai quan chức tỉnh Bình Định là ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch và ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế lại nhởn nhơ vui chơi ở sân gôn. Không phẫn nộ sao được, khi mà hàng ngàn y bác sĩ, không ít người để lại cha mẹ già yếu, con thơ, xung phong vào các bệnh viện dã chiến chật đầy bệnh nhân để dốc sức cứu người, thì hai quan chức này lại cố tình chui qua các quy định chống dịch để nhàn tản trên thảm cỏ đẳng cấp 5 sao. Không bất bình sao được, vì tại thời điểm hàng triệu tình nguyện viên quên ăn quên ngủ, người kiệt sức, ngất xỉu vì trắng đêm truy vết dịch bệnh, thì hai lãnh đạo này lại đang tiêu khiển với những két đi xinh tươi giữa cảnh biển trời thơ mộng. Và thật đau xót, giữa lúc hàng ngàn trẻ em đập heo đất, người già góp lương hưu cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19, thì hai vị này lại phung phí thời gian và tiền bạc cho những cú vung gậy sang trọng của mình. Hành vi của hai quan chức trên hẳn nhiên là vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về chống dịch và luật cán bộ. Song, điều mà dư luận lên án nhiều nhất ở họ chính là đạo đức. Hành xử của họ không những không xứng đáng với đạo đức của cán bộ lãnh đạo mà còn không xứng đáng với đạo đức của một công dân bình thường, trong lúc xã hội đang cần mọi người chịu đựng khó khăn, sẻ chia gian khổ. Người dân Bình Định, những người chắt chiu lo cho bà con mình ở Hòa Nhơn, Phù Cát, An Nhơn, chống dịch cả tháng nay và lo cho cả bà con từ Sài Gòn về quê tránh dịch, hẳn là những người đau lòng nhất trong câu chuyện này. Họ tự hào vì địa phương trước nay có những cán bộ vì dân, không quản ngại khó khăn, luôn có mặt ở những điểm nóng thiên tai để cứu dân như ông Hồ Quốc Dũng, bí thư tỉnh ủy hiện nay và nhiều cán bộ khác, nên quyết không chấp nhận được những cán bộ đi chơi gôn chui trong đại dịch kiểu này. Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Định đã họp rất nhanh sau khi có vụ Giám đốc Sở Du lịch cùng Cục Phó Cục Thuế chơi gôn bị phát hiện, đã quyết định đình chỉ công tác ngay cán bộ sai phạm và tuyên bố sẽ xử lý nghiêm khắc. Với hai quan chức chơi gôn, sẽ có án kỷ luật dành cho các ông. Hẳn là các ông đang cho mình bị xui xẻo vì nếu cô Cathy không bị F0 thì chuyện của các ông đã không bị lộ. Trong lúc cách ly y tế, hẳn là các ông đã có thời gian để nghĩ nhiều hơn về hành vi của mình, để thức tỉnh lương tâm của người cán bộ lãnh đạo và đáp ứng được sự mong mỏi của người dân. Vậy các ông có biết nhiều người dân, nhất là người dân Bình Định, mong muốn gì ở các ông lúc này hay không? Không gì hơn, đó là yêu cầu các ông hãy từ chức. Đừng kéo dài hơn nữa sự tổn thương của họ. Còn về phía các ông, hãy đáp ứng yêu cầu đấy, bởi nếu không từ chức thì không còn đủ liêm sỉ để trở lại đội ngũ những người công bộc của dân.